chào các bạn nhé. Họ bây giờ mình đang ở nhà bà ngoại của mình. Từ hôm nay là 25 tháng 6 sắp đến sinh nhật của mình đấy. Đây là. Đúng rồi. Hôm nay là ngày này. Đấy, 25 tháng 6 là sinh nhật của mình kia. Đây là đang là buổi sáng. Mình đang mình tía mình sẽ trang cho ông bà nội để ngày mai sinh nhật và có cả chị trứng. Mà mình và video hôm nay kia tiếp tục quay về đỡ các loài động vật. Đây là cái con mọ ngựa nó đang ăn con châu chấu. Mọi người loài động vật ăn côn trùng chứ nó không ăn cỏ nha. Đó. Đấy là con Mimi á. Còn con Pipi á. Mình nuôi hai con mọ ngựa đấy. Nó đang đu ở đây à. Ôi Mimi hôn nào. À có uống nước không? Đấy bây giờ tao cho mày đi. Có cái con Mimi kia nó chưa ấy sao. Dễ thương quá đi. Nhiều bạn hay bị sợ mọi người. Nếu bây giờ sẽ quay lại. Đấy mình sẽ cho nó uống nước. Mà chỉ cần lấy nước dí ở trên đầu ngón tay xong rồi dí vào mồm của nó. Đấy, mình cho đậu bỡ xong rồi. Mình có cả con chim mà mình sẽ vừa ăn mình sẽ quay vừa ăn trứng. Ăn cơm mức mà mừng á.